Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Navada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình sẽ gửi đến quý anh chị một căn nhà bán của cô Vân qua số điện thoại chính chủ bên trên góc phải màn hình. Và đây là một căn nhà bán mặt tiền đường nằm phía trước mặt của anh chị đây ha. Địa chỉ là số 71 đường số 5 thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Đây là cái con đường mặt tiền số 5 anh chị ha. Nếu mà anh chị đi về cái hướng này, bên tay phải nè là mình đi ra đường Hương Lộ 3 thì anh chị đi ra siêu thị Aeon Mall Tân Phú anh chị, một siêu thị lớn á, thì đâu đó nó khoảng tầm là chưa tới 1,5 cây nha. Thì cuối clip là mình sẽ đi một vòng cho anh chị tham quan. Vị trí này thì nó gần Lê Trọng Tấn, gần ngã tư Gò Mây. Còn anh chị đi hướng này khoảng tầm 300 m thôi là mình đi ra quốc lộ 1A anh chị ha. Đó, cái hướng này là ra quốc lộ 1A nè. Thành ra rất là tiện lợi trong quá trình mà anh chị kinh doanh nhà xưởng hoặc là công ty gì đó, xe tải chở hàng này nọ có thể đến trực tiếp căn nhà của mình để mà vận chuyển hàng hóa. Đó, thì hiện tại á, là cô Vân đang có nhu cầu bán cái căn nhà mà 1 trệt với lại 4 lầu như thế này nè anh chị. 1 trệt 4 lầu, tất cả là 6 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, hướng chánh nam. Bây giờ á, là cô nói là cô đang cần bán gấp, thành ra cô để giá giảm sâu luôn cho quý anh chị nào hữu duyên. Vị trí thì cực kỳ là trung tâm rồi, mặt tiền đường số 5. Nhà bán mặt tiền đường thì anh chị có thể là mình ở hoặc là mình cho thuê kinh doanh cũng được. Cái vị trí này á, nó là quy hoạch đất ở luôn, xung quanh xây dựng cao tầng. Đó, anh chị có thể nhìn tổng quan ha. Rồi xe hơi, xe tải là tới tận nơi luôn. Với cái bề ngang là 4 m, chiều dài là 18,2 m, hướng chánh nam. Đó, quan cảnh một vòng, nhà có chiều dài rất là tốt nha anh chị. Rồi mình sẽ quay chi tiết, sau đó mình mở sổ hồng, báo giá công khai và anh chị làm việc với lại chính chủ, không có trung gian. Bên ngoài thì mình thấy có một lớp cửa cuốn nè anh chị. Bên trong một lớp cửa sắt kính ha. Thì lúc trước là cái căn nhà này được cho thuê để mình dạy yoga đó anh chị. Đó, vị trí này là cái người học cũng rất là đông. Nhà rất là dài, thành ra mình cũng sẽ quay nhanh ngắn gọn thôi. Vị trí này có thể là một cái khu vực quầy tiếp khách nè. Đó, một cái quầy bar và tiếp khách, hoặc là anh chị có thể là mình đưa xe hơi vào đậu thẳng bên trong nhà cũng được luôn. Đó, anh chị thấy ha, nhà khá là rộng rãi, đậu xe hơi thoải mái. Rồi bên trong đây thì mình có thể đậu xe khách. Anh chị nào mà mình làm kinh doanh căn hộ dịch vụ á, thì thoải mái luôn, rất là nhiều phòng. Bên dưới cuối nhà của mình á, là có cái khu vực giếng trời. Đó, giếng trời rất là rộng nha. Rồi ở đây mình có thể là mình chứa đồ nè, nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt nè. Nhà này là có máy nước nóng, năng lượng mặt trời luôn. Gạch lót từ dưới lên trên ha. Ok, nhìn lại từ phía sau lên phía trước. Miếng đất này là vuông vức luôn anh chị nha. Đất của mình là vuông vức luôn. Với cái chiều ngang lên tới 4 m. Rồi cái vị trí này á, thì trên sổ là tầng lửng anh chị, nhưng mà hiện tại á, là đã được chủ nhà làm thành 1 lầu luôn rồi. Đó, khu vực này đang để làm bếp nút nè anh chị. Đó, quay sơ thôi là anh chị nhìn thấy được tổng quan, là mình có thể hình dung được ha, tại vì căn nhà rất là thoáng. Đây, cái vị trí này là được đúc, mình đưa ra thành 1 lầu và có khu vực ban công nha. Chỗ này mình có thể quan sát được phía bên dưới. Đó, nhà 2 lớp cửa, ban công này cũng là đúc luôn anh chị ha. Rồi gió lùa mát lồng lộng luôn. Quan cảnh một vòng, xe hơi xe tải là lưu thông trên cái con đường này thoải mái. Đó, vị trí nhà là mình sát bên quốc lộ 1A, đi ra khoảng tầm 300 m là tới rồi, thuận tiện trong vấn đề là giao thương. Rồi bây giờ mình sẽ vào tham quan căn phòng ngủ đầu tiên. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên. Đó, chỗ này có khu vực giếng trời anh chị ha, mình mở ra để lấy không khí lưu thông. Rồi nhà vệ sinh. Đó, cũng khá là rộng rãi. Nói chung nhà đất mà mặt tiền tại thành phố Hồ Chí Minh luôn có cái sức hút rất là lớn anh chị nha. Vì mỗi năm ở thành phố này á, lượng người nhập cư khoảng tầm là 200.000 người tăng thêm. Đó, thành ra nhu cầu về nhà ở rất là lớn. lúc nào mà anh chị cho thuê là cũng sẽ có khách thuê hết. Vị trí bên dưới tầng lửng, sau đó mình lên đây là tầng 2. Thì những căn phòng phía sau này anh chị là sẽ có nhà vệ sinh bên trong như thế này ha, lót gạch từ dưới lên trên. Rồi đi ra tham quan căn phòng hướng mặt tiền đây, rất là rộng thoáng, ánh nắng ngập tràn luôn. Đó, ra bên ngoài này là có ban công anh chị ha, ban công cũng rộng nữa. Đó, anh chị có thể là mình để bàn ghế ở đây, hoặc là anh chị phơi quần áo ngay vị trí này cũng được luôn, thông thoáng vô cùng. Đối diện nhà mình là xây cũng cao tầng, tại vì vị trí là quy hoạch đất ở đó anh chị. Rồi tầng lửng, tầng 2. Rồi bây giờ mình sẽ lên tầng 3 luôn nha. Mình sẽ quay nhanh, sau đó mở sổ hồng để anh chị nhìn được tổng quan luôn. Kênh nhà đất Navada quay chính chủ, thông tin rõ ràng. Đó, anh chị ở xa cũng có thể nhìn được tổng quan. Rồi cái căn phòng này hiện tại á, là chưa lắp bồn cầu, nhưng mà có chừa sẵn hết rồi ha. À, tại vì không có nhà, ít người á, không có ở lắm chị, thành ra mình để làm giống như cái kho vậy đó. Anh chị về mình có thể lắp bồn cầu vô cũng được nha. À, nhà có giếng trời phía sau, thành ra mình sẽ không bị ám mùi. Rồi cái căn phòng trên tầng 3 này hướng mặt tiền thì sẽ có nhà vệ sinh đây, toilet bên trong. À, căn phòng này rất là rộng anh chị ha, tại vì mình không có chừa cái ban công ra ngoài nhiều, cũng có cửa sổ, có ban công nhỏ nè. Đi ra đây đó, quang cảnh một dòng bên dưới, xe cộ lưu thông qua lại tấp nập, thành ra anh chị có thể là mình mua bán kinh doanh rất là nhiều ngành nghề anh chị nha. Đó, vị trí gần Aeon Mall Tân Phú. Rồi bây giờ mình sẽ bước lên tầng 4 của nhà. Vị trí này có cái giếng trời, khu vực này rất là sáng anh chị. Từ tầng 3 đi lên đó là bắt đầu rất là sáng nha, không cần đèn cũng được nữa. Và đây là khu vực giặt ủi nè anh chị. Đó, có ống cấp, ống xả, có thể là anh chị để máy giặt ở đây để mình giặt đồ, sau đó mình đem ra phía sau này phơi cũng được luôn. Đó, cái khoảng sân thượng phía sau này á, thì anh chị thấy xung quanh á là được rào lưới sắt hết. Đó, rất là an toàn nha. Rồi phía sau nhà của mình nè anh chị, đó chị thấy không, mấy cái căn đó không phải là mặt tiền nhưng mà người ta cũng về đây đầu tư xây dựng nhà rất là đẹp. Đó, những căn nhà toàn là mới không à. Đó, cái hẻm kế bên hông nhà mình á thì theo như quy hoạch đó là nó sẽ được mở rộng anh chị, nhưng mà không phạm vào nhà mình nha. Rồi ở đây có cái thang để mình đi lên trên nữa, thì bên trên nó cũng là đúc đó anh chị. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài nha. Ngay đây nó có một cái căn phòng nữa nè anh chị, thì cái căn phòng này anh chị có thể làm thành phòng ngủ cũng được, hoặc là mình làm phòng thờ tự cũng được luôn nha. Đó, anh chị có thể làm phòng ngủ cũng ok luôn. Rồi bước thẳng ra bên ngoài. Đây, sân thượng phía bên ngoài này. Nói chung nhà này cũng thấy rất là nhiều ban công, nhiều sân thượng như anh chị thấy ha. Nãy mình lên tầng 2 á, là mình cũng đã có một cái khoảng ban công bên ngoài lớn y chang như thế này luôn anh chị. Đó, mà hiện tại mình đang đứng ở đây đó là gió lùa, thì không biết là có ảnh hưởng tới âm thanh hay không nữa. Gió lùa mát rượi luôn. Đó, nhà xây rất là kiên cố chắc chắn nha. Hiện tại mình nãy giờ mình đi coi á, thì thấy là nhà còn rất là đẹp. Anh chị có thể là mình sơn phết lại, hoặc không mình dọn vào ở ngay. Đó, rồi quang cảnh một vòng. Rồi qua đây nhìn luôn. Cái vị trí này anh chị đi thẳng tới là mình ra quốc lộ 1A ha, rồi sau đó mình quẹo phải là tới ngã tư Gò Mây rồi. À, còn anh chị đi vô trung tâm thì anh chị nên quẹo tay trái này anh chị, là tới Hương Lộ 3. Đó, sau đó mình đi về Aeon Mall Tân Phú. Đó, quan cảnh chi tiết, vị trí là quy hoạch đất ở, xe tải, xe hơi gì đó chạy thoải mái, đồng thời là mình có thể đưa vào bên trong từng trệt được luôn. Nhà bề ngang lên tới 4 mét luôn mà. Rồi thông tin rất là rõ ràng. Và đây là sổ hồng riêng của nhà. Sổ hồng riêng của nhà có địa chỉ số 71 đường số 5 khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, với diện tích công nhận là 73,8 m2, sử dụng riêng đất ở đô thị lâu dài. Diện tích sàn công nhận là 275,3 m2, nhà cấp 3 sở hữu riêng. Và vị trí của căn nhà này quy hoạch là đất nhóm nhà ở, anh chị mua bán hoàn toàn yên tâm. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng chánh nam với kết cấu là một trệt, một lửng, 3 lầu. Và hiện tại tầng lửng đã được thiết kế ra thành một lầu luôn, với tất cả là 6 phòng và 5 nhà vệ sinh. Bề ngang là 4m01, phía sau là 4m08, chiều dài tổng là 18,2m. Mặt tiền đường rộng 9m, có thể kinh doanh mua bán được. Và giá bán cho bất động sản này từ 10,5 tỷ được cô Vân giảm xuống còn 8,7 tỷ, có thương lượng cho khách thiện chí. Anh chị nào cảm thấy ưng ý gọi trực tiếp cho cô Vân qua số 0939 489 174 bên trên góc phải màn hình, không trung gian, không phí hoa hồng. Và đây là hướng quốc lộ 1A nè anh chị ơi. Bây giờ mình đi thẳng lên khoảng vài trăm mét nữa thôi là sẽ tới ngã tư Gò Mây, đường Lê Trọng Tấn anh chị. Rồi ngay đây là đường số 5 nha. Bây giờ mình sẽ hướng vào đường số 5, đi về căn nhà số 71 đang cần bán ha. Anh chị thấy là từ hướng quốc lộ 1A nè, mình đi vô nhà khoảng tầm là 300m nha anh chị. Mặt tiền đường rất là rộng thoáng luôn. Vị trí này thì dân cư đông đúc. Đó, xây những cái căn nhà mới anh chị khá là nhiều, khá là đẹp luôn. Đó. Đi vào trung tâm cũng gần nữa. Xung quanh thì đầy đủ trường học các cấp, chợ này nọ. Đây có biệt thự luôn anh chị ha. Đó, giống như là biệt thự vậy đó. Rồi cái vị trí xung quanh của nhà mình là có khách sạn rồi quán ăn đầy đủ anh chị. Buôn bán rau củ quả này nọ nè anh chị. Đó, đầy đủ hết nha. Tạp hóa này nọ. Rồi sắp tới rồi anh chị thấy khu vực này khá là sung túc ha. Anh chị về đây thì nhà mình là mặt tiền đường, có thể là mình kinh doanh mua bán nhiều ngành nghề. Rồi bên tay trái đó anh chị ơi, căn nhà sắp tới rồi, nằm bên tay trái. Đây, cái bảng hiệu yoga nè anh chị. À, để mình quay lại một vòng nữa cho anh chị nhìn kỹ ha. Đó. Căn nhà đang cần bán, một trệt, một lửng với lại 3 lầu, nhưng mà giống như là 4 lầu vậy anh chị. À, tại vì tầng lửng là mình đã đưa ra thành một lầu luôn rồi. Lên tới 6 phòng, 5 nhà vệ sinh. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng cái hướng này nữa ha. Anh chị xem sổ sách giá cả đó, nếu mà ưng ý là gọi cho chủ luôn, khỏi cần qua trung gian, không có phí hoa hồng gì hết. Làm việc nhanh gọn, thành ra mình mua được cái giá rất là tốt anh chị. Hiện tại thì cô chú đang có nhu cầu bán thật đó, thành ra để cho mình giá rất là tốt nha. Khu vực này mình thấy trường mầm non cũng nhiều nữa, vì ở đây nó cũng gần khu công nghiệp á anh chị. Anh chị đi tới ngã tư Gò Mây là mình sẽ đi về đường Nguyễn Thị Tú ha, là vô khu công nghiệp rồi. Dân cư đông. À, vị trí quan cảnh bây giờ cái đường này vẫn là đường số 5 nha anh chị ơi. Mình chạy tới chút xíu nữa là ra Hương lộ 3. Anh chị quẹo tay phải thì mình có thể đi về đường Bình Long. Từ nhà mình đi về siêu thị Aeon Mall Tân Phú, một siêu thị lớn của Nhật Bản, thì nó khoảng tầm là 1,5 cây thôi. Tại cái vị trí này anh chị thấy là mình đang được thi công bờ kè nè anh chị. Tương lai ngay chỗ này làm thành bờ kè rất là đẹp nha. Đó, chị thấy ha. Công viên Gia Phú đó anh chị. Anh chị nhìn xéo xéo lên tay trái là ra công viên rồi đó. Từ nhà mình ra đây tập thể dục thể thao rất là gần. Nói chung thành phố mình thì mỗi năm sau này mình thấy là làm chỉnh trang đô thị rất là nhanh chóng, rất là mạnh luôn. Đường xá cao tốc này nọ, rồi mở rộng đường, những cái bờ kè này nọ, làm rất nhanh nha. Đẩy cái đời sống của người dân lên cao. Nhưng mà căn nhà của mình là nằm trong cái quy hoạch đất ở nha anh chị ơi, không có ảnh hưởng gì hết. Và nhà mình cũng đã xây dựng hoàn thành rồi. Anh chị vô là chỉ có ở thôi. Và đây là con đường Hương lộ 3. Ra vị trí này thì cũng rất là sung túc như anh chị thấy ha. À, siêu thị rồi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh đầy đủ luôn. chạy thêm chút xíu nữa cái mình quẹo tay trái vô là đi về siêu thị Aeon Mall rồi. Anh chị nào mà đi gần nhà mình á là cũng có buôn bán tạp hóa, rau củ quả, hoặc là anh chị đi qua siêu thị Aeon Mall để cho các bé có thể là vui chơi giải trí được, vừa mua sắm mà vừa vui chơi giải trí luôn. Siêu thị rất là nổi tiếng của quận Tân Phú rồi, siêu thị Aeon Mall đầu tiên luôn ở Việt Nam anh chị ha. Rồi vị trí đường kênh 19 tháng 5 giao với lại đường Hương Lộ 3. Nếu mà anh chị quẹo tay trái đường kênh 19 tháng 5 này á, là mình cũng có thể đi ra đường Lê Trọng Tấn lại được anh chị nha. Ở bên tay trái mình là những cái tòa nhà sát bên siêu thị Aeon Mall Tân Phú. Tương lai á, thì những cái vị trí đất mà thuộc Bình Tân thế này nè anh chị, giá cả nó sẽ còn tăng cao, bởi vì quy hoạch đường xá đây á, rất là rộng lớn, xe hơi lưu thông được thoải mái hơn là những quận trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có thêm một cái Bách Hóa Xanh nữa anh chị. Và hiện tại anh chị cũng biết ha, là chỗ Bình Hưng Hòa đó là bây giờ là đang giải tỏa gần xong luôn rồi anh chị. Tương lai ra ngoài đó là sẽ có công viên, trường học, khu vui chơi này nọ. Thành ra phường Bình Hưng Hòa tương lai nó sẽ khởi sắc, sẽ phát triển rất là nhiều luôn. Anh chị nào mà mình muốn mua nhà mặt tiền để mình có thể là mình cho thuê cũng được, bây giờ gửi trong ngân hàng thì anh chị cũng có thể đọc được những thông tin trên báo chí ha. Những cái thông tin đó thì mình cũng không tiện nói. Anh chị mua bất cứ hình thức đầu tư nào nó cũng sẽ có rủi ro hết, nhưng mà anh chị mua nhà đất thì cầm cái sổ hồng trên tay nó cũng yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ ôm tay trái nha, đường Tân Thắng. Từ 2025 thì Việt kiều có thể về Việt Nam mua nhà đất, sở hữu nhà đất bất động sản và không cần phải nhờ người thân đứng tên nữa anh chị ơi. Thì lúc đó cái vòng vốn ngoại tệ đổ về rất là nhiều, đẩy cái giá nhà đất bất động sản sẽ còn tăng cao trong tương lai. Việt Nam bây giờ thì chính trị rất là ổn định anh chị ha, kinh tế thì phát triển. Thời tiết ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chỉ có 2 mùa mưa nắng thôi. Cao tốc thì cũng kết nối vô những cái khu vực thành phố biển nữa. Bên tay trái mình đã tới siêu thị Aeon Mall rồi, nên mình thấy là bây giờ thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến của rất là nhiều người, cho dù là người nước ngoài. Rất là nhiều người nước ngoài tới thành phố Hồ Chí Minh và muốn định cư ở đây luôn anh chị, không có bị thiên tai bão lụt gì hết. Một thành phố rất là hòa bình đáng sống, mà người dân thì lại thân thiện nữa, sống rất là nghĩa tình. Tất cả người dân khắp nơi đổ về đây đều sống rất là thoải mái. Rồi ok, thông tin mua bán nhà đất rõ ràng, với giá bán đã được giảm sâu còn 8 tỷ 700 triệu có thương lượng. Liên hệ với lại cô Vân qua số 0939 489 174 là chính chủ. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi, nhớ nhấn like, đăng ký kênh và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada nhà và đất chính chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 0847900089 để được hỗ trợ nhanh nhất.